Kính thưa quý vị đang theo dõi bản tin mới nhất. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính ngay sau đây. Bản tin COVID-19, Việt Nam ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới, Thành phố Hồ Chí Minh giảm kỷ lục ca nhiễm. Không thu phí xét nghiệm mẫu đơn cho người xét nghiệm mẫu gộp. Bài toán lao động giải bằng cách nào? Lao động hồi hương không thể chỉ chờ nghe tâm tư họ ở phiên chợ việc làm. Bản tin COVID-19, Việt Nam ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới, Thành phố Hồ Chí Minh giảm kỷ lục ca nhiễm. Thưa quý vị, tối ngày 16 tháng 10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 3.211 trường hợp trong nước, giảm 578 ca so với ngày trước đó. Tại 48 tỉnh, thành phố, có 1.172 ca cộng đồng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, số ca mắc tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm thấp kỷ lục, chỉ còn 790 trường hợp trong ngày. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh 790 ca, Đồng Nai 397 ca, Bình Dương 385 ca, Sóc Trăng 142 ca, An Giang 130 ca, Tiền Giang 121 ca, Bình Thuận 116 ca, Tây Ninh 101 ca, Đồng Tháp 97 ca, Kiên Giang 93 ca, Cà Mau 93 ca, Đắk Lắk 84 ca, Quảng Nam 71 ca, Long An 70 ca, Cần Thơ 42 ca, Khánh Hòa 42 ca, Trà Vinh 41 ca, Thanh Hóa 39 ca, Hậu Giang 38 ca, Gia Lai 34 ca, Hà Giang 34 ca, Bạc Liêu 31 ca, Kon Tum 30 ca, Quảng Ngãi 29 ca, Nghệ An 25 ca, Hà Nội 23 ca, Vĩnh Long 15 ca, Lâm Đồng 11 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 11 ca, Đắk Nông 10 ca, Hà Nam 10 ca, Quảng Trị 9 ca, Ninh Thuận 8 ca, Bình Định 8 ca, Thừa Thiên Huế 5 ca, Nam Định 5 ca, Bắc Ninh 4 ca, Sơn La 4 ca, Bến Tre 4 ca, Quảng Bình 2 ca, Hải Dương 1 ca, Hưng Yên 1 ca, Phú Thọ 1 ca, Thái Nguyên 1 ca, Phú Yên 1 ca, Điện Biên 1 ca và Hà Tĩnh 1 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.374 ca trên một ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 860.860 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 8.743 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 856.197 ca, trong đó có 787.687 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Cạn và Hòa Bình. Có 16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên và Thái Nguyên. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 416.665 ca, Bình Dương 224.877 ca, Đồng Nai 58.105 ca, Long An 33.684 ca, Tiền Giang 14.965 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.581 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 790.504 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.528 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.382 ca, thở oxy dòng cao HFNC 520 ca, thở máy không xâm lấn 136 ca, thở máy xâm lấn 471 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 88 ca tử vong, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 58 ca, Bình Dương 11 ca, Tiền Giang 3 ca, Long An 3 ca, Tây Ninh 3 ca, An Giang 2 ca, Cần Thơ 2 ca, Bình Thuận 1 ca, Đắk Nông 1 ca, Đồng Nai 1 ca, Gia Lai 1 ca, Kiên Giang 1 ca và Sóc Trăng 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 98 ca trên một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ.
So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 35 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 15 tháng 10 có 1.353.809 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 60.518.594 liều, trong đó tiêm một mũi là 42.896.644 liều, tiêm mũi 2 là 17.621.950 liều. Không thu phí xét nghiệm mẫu đơn cho người xét nghiệm mẫu gộp. Thưa quý vị, các bệnh viện tại thành phố không được thu phí xét nghiệm mẫu đơn đối với người bệnh thực hiện xét nghiệm mẫu gộp. Tất cả cơ sở khám chữa bệnh lựa chọn phương pháp xét nghiệm phù hợp, thực hiện mẫu gộp để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, không áp mức giá xét nghiệm theo mẫu đơn để thu đối với người bệnh thực hiện xét nghiệm mẫu gộp theo yêu cầu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 10. Trước đó, ngày 8 tháng 10, Sở Y tế nhận định mặc dù tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể diễn tiến phức tạp. Thành phố không xét nghiệm nCoV cho tất cả người đến viện khám, song vẫn duy trì xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp không quá 10 cho người bệnh và người chăm sóc đi kèm khi có chỉ định nhập viện. Cụ thể, bệnh nhân cấp cứu cần can thiệp thủ thuật, phẫu thuật tại khu vực điều trị ngoại trú, điều trị ban ngày cần làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Tại khu vực điều trị nội trú, bệnh viện xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay khi phát hiện người bệnh, người chăm sóc có triệu chứng nghi ngờ. Tất cả các trường hợp viêm phổi diễn tiến nhanh, suy hô hấp không giải thích được cũng phải xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn. Ít nhất 20% người bệnh và người chăm sóc trong thời gian điều trị nội trú được định kỳ thực hiện xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 10 mỗi 7 ngày. Thành phố đã trải qua gần 6 tháng tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Hiện tình hình kiểm soát dịch bệnh đã có nhiều tín hiệu khả quan, thành phố đang trong trạng thái bình thường mới. Để phục hồi công tác tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho người dân, các bệnh viện thành phố, quận, huyện được chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn phần sang điều trị COVID-19, nay trở về công năng ban đầu. Mỗi đơn vị duy trì một khu cách ly 20-40 giường cho F0, đồng thời có kế hoạch chuyển đổi các khu này thành khoa đơn vị điều trị COVID-19. Ngoài ra, các đơn vị luân chuyển nhân viên y tế công tác tại bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13, 14, 16 và các bệnh viện dã chiến số 3, 5, 6, 8 của thành phố khi nhân sự chi viện rút quân. Người bệnh khi đến cơ sở khám chữa bệnh phải khai báo y tế, phân luồng và sàng lọc. Khi phát hiện ca dương tính thì xử trí theo quy trình đã được Sở Y tế hướng dẫn trước đó. Bài toán lao động giải bằng cách nào? Thưa quý vị, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đợt đại dịch COVID-19 bùng phát vừa qua đã khiến 2,5 triệu lao động ở các tỉnh phía Nam phải ngừng việc, chiếm 70% số lao động phải ngừng việc trên cả nước. Hàng chục vạn lao động từ các thành phố lớn đã tìm mọi cách về quê tránh dịch. Nay, đại dịch lắng dần, hàng ngàn doanh nghiệp trở lại hoạt động, nhận được nhiều đơn hàng nhưng lại đang thiếu lao động trầm trọng. Điều đó khiến chính quyền nhiều nơi phải kêu gọi lao động trở lại làm việc. Tuy nhiên, việc này lại đang đối mặt với hai khó khăn. Thứ nhất là chính người lao động đang không biết phải quay lại bằng cách nào. Khi muốn quay lại thành phố thì phải cần rất nhiều điều kiện hết sức khắt khe, như phải được tiêm đủ 2 liều vaccine chẳng hạn, số công nhân được tiêm đủ 2 liều vaccine không nhiều. Thứ hai là nỗi khổ của những ngày tháng sống trong đại dịch đã trở thành nỗi ám ảnh quá nặng nề đối với họ. Không được ra khỏi nhà, tiền hết, đói khát, con ốm không có thuốc, không có tiền trả cho chủ trọ. Những cái chết vì COVID-19 thường xuyên diễn ra xung quanh. Vì thế, đa số những người đã về được đến quê nhà thường không muốn quay lại hoặc muốn tìm việc ở những doanh nghiệp gần nhà. Làm thế nào giữ chân được người lao động? Muốn vậy thì người lao động phải được làm việc ngay cả khi đại dịch đang bùng phát dữ dội. Để giải quyết vấn đề này, 8 hiệp hội ngành hàng đã có kiến nghị gửi chính phủ phản ánh nhiều băn khoăn của các doanh nghiệp, trong đó có câu hỏi nếu doanh nghiệp có F0, F1 trong nhà máy thì có bị phong tỏa toàn bộ hay đóng cửa không? Trả lời băn khoăn này, tại cuộc họp báo chính phủ chiều ngày 2 tháng 10 năm 2021, đại diện Bộ Y tế cho biết Bộ đang đưa ra dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch COVID-19 với tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả trong phòng chống dịch. Cụ thể, nếu một doanh nghiệp có một F0 tại một phân xưởng thì không phải đóng cửa cả nhà máy mà chỉ khoanh vùng phân xưởng đó, đưa F0 đi điều trị, tiến hành sàng lọc, đưa các F1 đi cách ly khử khuẩn phân xưởng. Sau 24 giờ có thể đưa lực lượng mới được kiểm soát trở lại phân xưởng đó làm việc, đồng thời tiêm vaccine mở rộng cho phân xưởng. Như vậy doanh nghiệp vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều đến sản xuất. Đó có thể nói là một cách giải quyết rất linh hoạt, vừa phòng được dịch, vừa duy trì được sản xuất cho doanh nghiệp mà người lao động vẫn có việc làm.
nếu như hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch COVID-19 được ban hành. Cũng trong cuộc họp này, đại diện Bộ Y tế còn cho biết, Bộ sẽ nghiên cứu tham mưu Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét có thể sửa đổi, bổ sung hoặc có chỉ thị mới thay thế cho chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Không giải quyết được bài toán về lao động thì dù đại dịch có được kiểm soát, doanh nghiệp cũng khó duy trì được sản xuất. Lao động hồi hương không thể chỉ chờ nghe tâm thư họ ở phiên chợ việc làm. Thưa quý vị, Quảng Nam là một trong các địa phương ở miền Trung có lượng lao động hồi hương từ các tỉnh phía Nam khá lớn, với hơn 7.000 người theo thống kê chưa đầy đủ đến thời điểm này. Và thông tin bất ngờ đến từ ông Nguyễn Quý Quý, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam khi trả lời phóng viên báo Lao động. Dự báo của chúng tôi là khả năng sẽ có rất nhiều người không trở lại vào Sài Gòn mà ở lại Quảng Nam để tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, điều chúng tôi không ngờ tới là kết quả các huyện báo về thì số lượng tìm việc rất thấp. Cụ thể, theo ông Nguyễn Quý Quý, hiện các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đang có nhu cầu tuyển dụng gần 17.000 người, nhưng chỉ có 1,6% trong số gần 7.000 người nói trên có nhu cầu tìm việc làm. Đáng nói là các nguyên nhân dẫn đến thực trạng này ở Quảng Nam hiện cũng mới chỉ dừng ở mức phỏng đoán. Và theo như thừa nhận của ông Nguyễn Quý Quý thì mình cần có các phiên chợ việc làm để nghe tâm tư nguyện vọng của họ. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện riêng của Quảng Nam mà thực trạng chung của nhiều địa phương ở miền Trung như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và cả với nhiều tỉnh phía Bắc. Liên quan đến thực trạng này, mới đây trong buổi trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Hương của Đại học California Irvine với chủ đề Nghiên cứu miền Trung đôi điều gợi mở do Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ của Đại học Oregon, Hoa Kỳ tổ chức, tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, nguyên phó giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng đã có những đề xuất thiết thực. Theo tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, để có quyết sách kịp thời hỗ trợ cho các lao động phía Nam hồi hương trong thời gian gần đây, các địa phương của miền Trung cần sớm có những cuộc tổng điều tra xã hội học, cụ thể là số lượng chính xác lao động hồi hương của từng địa phương, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp trước khi hồi hương. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến họ hồi hương, việc hồi hương chỉ là tạm thời hay lâu dài, nhu cầu việc làm cụ thể và các khó khăn mà họ đang gặp phải sau khi hồi hương. Ở chiều ngược lại, các địa phương cũng cần biết chính xác nhu cầu tuyển dụng cụ thể của các doanh nghiệp trên địa bàn mình liên quan đến số lượng, ngành nghề, yêu cầu, mức lương để người lao động có sự lựa chọn hợp lý. Quan trọng hơn, những cuộc tổng điều tra này phải thực hiện sớm cho kết quả nhanh, muộn lắm là sau 3 tháng. Nếu không, các chính sách ban hành sẽ có độ chênh lớn với thực tế và nhu cầu của người lao động và không còn tính cấp bách. Được biết, sau phần chia sẻ của tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, ở miền Trung đã có hai địa phương là Nghệ An và Quảng Bình đã tiếp thu ý kiến và bắt đầu lập đề án khởi động điều tra xã hội học về thực trạng người lao động hồi hương theo hướng tiếp cận này. Đây là một tín hiệu vui và hy vọng nhanh thôi, sẽ có nhiều địa phương khác cùng theo chân Nghệ An và Quảng Bình. Bởi mọi quyết sách và chính sách liên quan đến người lao động, đặc biệt là lao động hồi hương trong bối cảnh hiện nay, cần phải được ban hành trên cơ sở nghiên cứu khoa học, chứ không thể cảm tính kiểu mình cần có các phiên chợ việc làm để nghe tâm tư nguyện vọng của họ.